Các bạn thân mến, hôm nay tớ sẽ bày với các bạn cách chế biến món cơm rang thịt gà rất là ngon, tốt cho sức khỏe mà không mất nhiều thời gian vào bếp. Thì bây giờ mình đi chuẩn bị món cơm rang ngày hôm nay nhé. Phần ướp thịt gà cho ngày hôm nay thì mình sẽ dùng cái nước tương đen ấy, là xoay xo các bạn. Các bạn cho 15ml nước tương đen nhé. Rất hay dùng loại dầu hào này để làm cho những món ăn rất là ngon. Cho khoảng 15ml dầu hào nữa. Cái sốt của mình nó rất là đặc đấy các bạn. Và cho một nhánh gừng và một nhánh tỏi nhỏ, các bạn băm nhỏ ra như này. Và đây, cái sốt mình đã đặc chưa. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho một chút tương ớt, vẫn cho loại tương ớt sriracha này, nó làm cho cái món gà của mình có chút cay cay. Nếu như các bạn không ăn cay thì không cho nhé, vẫn cho một chút vào xem có chút vị cay. Một chút xíu đường vàng rồi nhé, tuyệt vời chưa. Còn thấy cái sốt của mình nó rất là đặc chưa, đặc này rất là ngon. Mình cho khoảng 2 lạng rưỡi ức gà vào nhé, xem mình sẽ trộn đều. Mình ướp hôm nay để ngày mai mình xào sẽ rất là ngon. Khi dầu ô liu nó đã nóng rồi thì mình cho tỏi băm nhỏ cho. Đợi tỏi nó thơm rồi mình sẽ cho thịt gà mình xào. Bây giờ thì mình sẽ cho thịt gà mình đã ướp rồi các bạn, mình cho thịt gà vào mình. Bật chế độ lửa ở nhiệt độ lửa trung bình, không lớn quá, không nhỏ quá. Mình đun khoảng 5 phút. Mình sẽ đổ cơm vào một bát cơm nguội, mình đổ vào lấy ra cùng. Mình cho một quả ớt ngọt thái nhỏ cho vào nhé. Có Hà Lan nếu các bạn có sẵn. Rau quả thì mình dùng loại rau quả giờ mình có sẵn. Mình sẽ cho ngô ngọt vào, một bát nhỏ ngô ngọt vào cho cái món rau của mình nó có nhiều rau củ, nó rất là ngon. Cauliflower nếu các bạn có rau sẵn, cauliflower cho vào cho rau và một chút rau súp lơ nữa. Đó, 10ml nước tương đen. Cái món cơm rang thập cẩm này rất là ngon. Trên vậy là mình đã xong rồi đấy các bạn. Khoảng 15 phút thì các bạn đã có một món cơm rang hấp dẫn, nhiều rau củ, một bữa cơm ăn tốt với sức khỏe. Mình sẽ cho một ít hành lên trên nhé. Và mình đảo thật đều. Sẽ cho rắc thêm một chút hạt mè như thế này lên trên, làm cho món cơm của mình nó tăng phần hấp dẫn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó rất là hấp dẫn. Wow. Vậy là Mận đã bày với quý vị các bạn chế biến xong bữa cơm rang rất ngon và tốt cho sức khỏe. Thì sau video này, Mận chúc quý vị và các bạn làm thật nhiều món ăn ngon. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.